lại xảy ra thêm một vụ du khách người nước ngoài bị hành hung. Sự việc xảy ra vào ngày hôm qua tại Sapa, Lào Cai và video clip đang được chia sẻ rộng rãi ở trên mạng xã hội. Ngày hôm nay, công an địa phương cho biết là đang vào cuộc điều tra và xác minh những người có liên quan. Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều qua ngày 9 tháng 7 trên tuyến quốc lộ 4D khi du khách ngoại quốc cùng một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường đèo lên thị trấn Sapa thì bị chiếc ô tô màu đen chèn ép và gây xô xát. Theo nhân chứng, do bị chiếc xe ô tô màu đen chèn ép, người đàn ông ngoại quốc có bực tức nói vài lời thì bị 4 đến 5 nam thanh niên người Việt trên chiếc ô tô nhảy xuống hành hung, đấm đá liên tiếp. Khi bị tấn công thì người đàn ông người nước ngoài cũng đã đánh trả nhóm thanh niên. Người phụ nữ đi cùng du khách người nước ngoài lao vào can ngăn nhưng cả hai bên vẫn không dừng lại. Sự việc khiến cho người du khách ngoại quốc chảy máu ở phần mũi và phần đầu. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Chào Buổi Tối thì đại tá Trần Văn Trường, trưởng công an huyện Sapa xác nhận sự việc và cho biết là đang mời những người liên quan tới trụ sở để làm việc. Về thông tin trên mạng cho rằng chiếc ô tô trong clip là của một người đàn ông có hộ khẩu thường trú tại tổ 40D, Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đại tá Trần Văn Trường cho biết vẫn đang được xác minh. Được biết là du khách bị hành hung là người Hà Lan và đang cùng vợ đi nghỉ dưỡng ở Sapa. Trước đó thì một vụ việc tương tự đã xảy ra ở đường Trần Khát Trân, Hà Nội vào chiều ngày 23 tháng 6. Mặc dù là được can ngăn nhưng mà hai thanh niên Việt Nam vẫn lao vào đánh người đàn ông quốc tịch Mỹ đến chảy máu mũi. Chưa biết là ai đúng ai sai nhưng với cách hành xử việc liên tiếp với khách du lịch ngoại quốc như thế này thì e rằng là khách du lịch sẽ không còn dám đến Việt Nam nữa.